Thành Lễ thân ái, xin chào quý vị. Ngày hôm nay Thành Lễ ở tại nhà tư gia riêng của một ân nhân, cô chú vui để cho các sơ cũng như các em ở Việt Nam sang để được nghỉ ở đây để trong công việc làm công việc xã hội. Thành Lễ hôm nay được phỏng vấn với lại thơ Anna Phạm Thị Khấn. Xin mời sơ có vài lời đến với khán giả Ngọc Trung Tim. Sơ qua Mỹ được bao nhiêu ngày rồi thưa sơ? Thưa tôi sang được 4 ngày rồi ạ. Sang cùng với hai sơ phụ trách về các trẻ em khiếm thị mà do chính nhà dòng chúng tôi đang phục vụ các em. Chúng tôi sang với tư cách là do Hội Bright Children Việt Nam mời để cho các em sang dự các buổi đại hội của các em khiếm thị, phục vụ trong các cái đại hội đó, cũng như là các em đến để cảm ơn quý vị ân nhân rất là nhiều, đã nhiều năm giúp đỡ cho trung tâm khiếm thị Nhật Hồng của chúng tôi. Kính thưa quý vị, hiện bây giờ thì chúng tôi đã phát triển được 8 cơ sở để chăm sóc các em khiếm thị ở trong các tỉnh. Thuận lợi là vì chúng tôi đã được nhiều năm để trau dồi cái chuyên môn và được Hội Bright Children của bên Mỹ cũng hỗ trợ trong việc chăm sóc các em, nuôi nấng và chăm sóc các em. Còn hội quốc tế thì họ sẽ trợ giúp cho chúng tôi các cái mặt về chuyên môn để giáo dục các em. Đồng thời, quý vị ân nhân xa gần cũng trợ giúp để nuôi nấng cũng như là cho các em ăn học. Thì đấy là thuận lợi của trung tâm, là vì nhờ có những cái quý vị ân nhân giúp đỡ như vậy cho nên là mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận các em một đông hơn. Hiện bây giờ thì trên 300 em trong 8 cơ sở, cũng như là một số các em chưa có đến trường tại tư gia, thì chúng tôi cũng đến thăm hỏi và trợ giúp cho các phụ huynh về chuyên môn để chăm sóc các em trước khi đến trường. Còn những điều khó khăn ở trường này mình đang gặp. Khó khăn ở trường, ở các cơ sở là về vấn đề nuôi dạy các em, về vấn đề ăn uống, về vấn đề chăm sóc, thì nó dựa vô cái sự trợ giúp của quý vị ân nhân. Là vì các em đến trường thì hầu hết là miễn phí, không có nhận cái tiền nào của gia đình đóng góp, hầu hết là do cái sự hỗ trợ của quý vị ân nhân. Con sẽ giúp cho các em chọn lựa một ngành nghề phù hợp với mình. Với những em có khả năng và có ước vọng học đại học, chúng con sẽ tạo điều kiện để cho các em được tiếp tục học đại học và chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với năng lực của mình. Còn những em không mong muốn được đi học đại học thì các em sẽ được tạo cơ hội để mà học nghề. Chẳng hạn như chúng con có chương trình dạy cho các em làm thủ công, hoặc các em sẽ học làm nghề bấm huyệt trị liệu. Hiện nay chúng con có một cơ sở bấm huyệt trị liệu, chúng con có thể cung giúp cho 23 em làm việc ở đây và các em có thể tự lập, tự sống trên cái sức lao động của mình. Ngoài ra, chúng con cũng giúp cho một số phụ huynh có thêm kiến thức để mà giúp cho con của mình phát triển về mắt, hoặc là những trường hợp đặc biệt, chúng con cũng giúp để cho gia đình có điều kiện đưa các em đi khám và chữa mắt sớm nhất có thể. Đó là toàn bộ sơ lược của chương trình phục vụ trẻ em khiếm thị tại Việt Nam. Dạ, con tên là Bùi Thị Ngọc Yến, con đến từ hội dòng Bến Thánh Giá, Thủ Đức. Và hôm nay con đến nhà thờ Thánh Linh để bán hàng để gây quỹ quyên góp cho các em khiếm thị. Cùng đi với con thì có một sơ và hai em khiếm thị.
Em Tân và em Nhung. Dạ em kính chào quý khán giả của chương trình Ngọc Trong Tim. Em tên là Lê Thị Nhung. Em ở Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng. Em vừa học tốt nghiệp chương trình đại học ngành giáo dục đặc biệt. Em được đi Mỹ lần này là lần đầu tiên. Và đến đây thì em được đại diện cho tất cả các bạn ở Hội Khiếm thị Việt Nam, của những bạn khiếm thị ở Việt Nam đến đây. Mong thứ nhất là cảm ơn tất cả những quý ân nhân đã giúp đỡ em và tất cả các bạn khiếm thị được như ngày hôm nay. Và tiếp nữa là em mong được sự giúp đỡ của toàn thể quý ân nhân để chúng em có thể được học tập và được sống tốt hơn. Ôi gia đình của chị đó thì có hợp tác với lại gia đình các sơ từ mười mấy năm nay rồi đó, cho nên là mỗi một lần mà thấy tin mà các sơ hay là các em sang nhà chị á, là chị tất cả trong gia đình, vợ chồng con cái cháu chắt ai cũng mừng rỡ. Cái đó là chúng con mỗi người chỉ có một bàn tay và một trái tim, chúng con cũng không làm được gì hơn ngoài ơn Chúa giúp. Qua ông bà anh chị em, chúng con xin quý ông bà anh chị em cùng mở lòng để cộng tác với chúng con trong công việc phục vụ nước Chúa, qua công việc là chăm sóc các em khiếm thị. Và để sau đây thì một em khiếm thị sẽ đại diện để nói lên tâm tình của các em. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Hoàng Tâm. Hiện tại con đang học tập tại máy ấm trung tâm khiếm thị Vị Thủy thuộc trung tâm khiếm thị Nhân Hồng, cho sự bảo trợ của Hội Trẻ Khiếm thị Việt Nam. Mẹ sinh con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra con nhìn thấy ai trên đời tình thương cho con cao quý như sông dài, mắng con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai nuôi con như cô thầy đã nuôi bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắng con bây giờ không thể nhìn bạn bè. Khi em qua Mỹ thì em cảm giác rằng mọi người đối xử với nhau rất là tốt, đặc biệt là với chúng em. Chúng em cảm thấy đó là một điều mà Chúa ban cho chúng em. Thưa anh, em thưa anh là gia đình của em thì có 5 anh chị em, mà trong gia đình thì có 2 anh em của em là bị khiếm thị. Ba em thì mất cách đây 6 năm. Dạ, còn mẹ em thì phải gồng gánh để mà nuôi 2 anh em bằng nghề làm ruộng ạ. Trước khi mà vào máy ấm khiếm thị Vị Thủy thì em đã được đến trường nuôi trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng học 5 năm. Sau đó vì không biết nơi nào để mà học tiếp cho nên em có về nhà sống khoảng thêm 4 năm nữa. Sau đó em mới được một người anh giới thiệu lên trường Bừng Sáng. Nhưng mà không may đó là trường Bừng Sáng đủ người rồi cho nên không nhận em, cho nên là các dì ở trên Bừng Sáng đã giới thiệu. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng chỉ toàn là bóng đêm đêm. Lời cuối cùng thì chúng con xin được cảm ơn tất cả quý vị ân nhân, quý vị, đặc biệt là quý vị ân nhân trong hội BVCF đã giúp đỡ cho chúng con trong hơn 15 năm qua. Với những cái sự giúp đỡ đó, chúng con đã nuôi dạy được hơn 300 em khiếm thị, và với ước mong được nuôi nhiều hơn những em khiếm thị đang ở các tỉnh không được đến trường học, thì chúng con xin quý ông bà, anh chị em giúp đỡ cho chúng con và mở rộng vòng tay để giúp đỡ chúng con nuôi dạy được nhiều em khiếm thị hơn nữa. Và chúng con xin hết lòng cảm ơn.